Xin chào anh chị. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Nguyễn Thị Hồng, giáo viên trường cấp 3, giáo viên trường trung học phổ thông Phương Sơn, Đồng Nam, Bắc Giang. Bố mình là Nguyễn Văn Tú, thôn Trình Nguyên, xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Năm nay bố mình 84 tuổi rồi. Thế bố mình nhá, nhập viện này trong tình trạng cấp cứu. Bác sĩ bảo rằng là phải đặt stent tim, nếu không làm phẫu thuật cho bố thì bố sẽ không qua khỏi được. Thế mà sau khi dùng toilet thì bố mình đã đạp xe được, lên chùa, đi quanh xã, đi đến nhà con cháu chơi. Và bây giờ đã có mặt ở, đi đến Hà Nội chơi và có mặt ở Bắc Giang, chỗ nhà mình. Đấy là cái niềm rất là vui và tự hào khi bố mình dùng toilet. Thế thì cũng giới thiệu với các bạn một chút. Với cái tình cảnh bệnh của bố mình ấy, nếu như mà gia đình mà có điều kiện ấy, mà cho bố mình cái dùng cái dạng toilet sách này này. Đấy các bạn ạ, có 3 vị, ở đây mình chỉ có 2 vị thôi. Dùng cái này thì chắc chắn là bệnh của bố mình sẽ thuyên chuyển trong vòng 3 tháng thôi. Nhưng vì bố mình ấy là cũng kén ăn, hơn nữa là cụ thì cũng nói chung điều kiện kinh tế không cho phép thì cụ xót tiền. Thế là cụ bảo thôi bố dùng dạng viên thôi. Chính vì thế mà cái tiến triển bệnh của bố mình cũng không được như nhiều người khác mà dùng kết hợp cả bộ combo toilet, tức là dùng cả dạng bột các bạn nhé. Sau đó thì dùng dạng viên kết hợp với dạng viên. Bộ combo toilet thì nó gồm những sản phẩm gì chị? À, có 3 hộp toilet sách. 3 hộp toilet sách, các bạn thích vị nào các bạn uống, các bạn uống cái vị đó. Thế thì và 2 cái hộp toilet viên, hay là viên gọi là toilet pack đấy ạ. Toilet pack. Thế thì đàn ông thì dùng là toilet pack men. Thế còn phụ nữ thì dùng là toilet pack woman. Đây, con gái thì dùng cái này ạ. Và bản thân mình đang dùng cái này. Mình dùng cái này thì cũng hết được cái bệnh như là đau xương khớp và hoa mắt chóng mặt đau đầu. Đấy, mình dùng cái này các bạn ạ. Như đến nay là tôi tăng đến 5 cân, wow. Nay tôi 70 cân. Tăng lên 5 cân. Ngày đi 6 viện tháng. Giảm 6 cân. Ngày đi viện là giảm đi mất. Ngày huyết áp thì lúc nào cũng có 8 thôi. Đi rồi bắt đầu người ta chỉ là uống trà đường nó cho lên huyết áp, nhưng mà uống cũng không hiệu quả, mà nó cứ xỉu hoài, nó cứ năm này tháng nọ, nói chung là xỉu, sống như giống như là cái thực vật, nó như xác chết vậy đó. Ngồi đâu là cú sụ đó, ngồi đâu cú sụ là nhà tao muốn cho nhà luôn á, tại vì sức khỏe mình không có, mình đợi tới đâu mình ngồi mình thở hào hển thở vậy nè, rồi chóng mặt, rồi nhức đầu, mỗi lần nhức đầu á thì nó ăn vô nó bị ói, mà trong khi nó ói thì không ói được gì hết á, ngoài ra ói là gặn nước không à, bắt đầu là ra máu cổ. Đợt đó có nhỏ bạn ở gần nó về chơi, có nghĩa là theo chị nói đó, thì em tưởng tượng được là cái vấn đề sức khỏe của chị nó rất là trầm trọng, và nói chung là kiểu mình không có được tỉnh táo, mình không có được thoải mái, mà cơ thể của mình lúc nào cũng mệt mỏi và nó lừ đừ thiếu sức sống đúng không? Vậy thì khi mà chị dùng wellness á, thì chị dùng wellness nào? Chị dùng bột hay là viên? Mà chị dùng bao lâu thì chị cảm nhận được cái công dụng của wellness của mình? Dùng không dùng là bột, cả bột lẫn viên luôn. Tại vì nghe chị Thu nói về cái vấn đề, tại vì không muốn gành wellness, nhưng mà nghe chị Ngọc Thu nói là wellness rất là tốt vì cho tim mạch, rồi huyết áp này nọ nên không thích. Tại vì mình bệnh quá trời quá trời lâu, nói chung là ở nhà nói chỉ có là thuốc tiên mới cứu nổi hơn thôi, chứ ngoài ra không ai cứu nổi nó hết. Vì đâu mà một tháng 30 ngày là nó truyền nước 20 ngày, rồi uống thuốc, rồi uống thuốc như cơm bữa luôn. Uống hoài, nói chung ngày nào uống thuốc tây chứ. Uống cho nó khỏe đi làm, chứ không còn không uống thuốc thì không đi làm nổi, mà uống thuốc vô thì không ăn, nên nó phá bao tử, nên không bị bao tử nặng lắm, ăn không được. Rồi sau nữa, rồi chị uống wellness đó là chị uống bột hay là viên, rồi chị dùng sao? Chị có thể chia sẻ với mọi người được không? Chị dùng sao chị cứ kể vậy thôi, chị như... uống bột là hương gì? Hương uống thì cả ba hương vị luôn. Ba hương vị như thay phiên với nhau, mỗi sáng á, ăn sáng sáng dậy, ăn sáng xong đi làm thôi uống vào một ly. Rồi trưa thì không uống một bịch, rồi tối trước khi đi ngủ thì không uống một ly nữa. Nhưng mà không uống trong vòng 20 ngày thôi. Trong vòng 20 ngày thôi là không thấy nó không hết hẳn, nhưng mà thấy mình ngủ dậy cái đầu mình nó không có quay mòng mòng nữa. Nó không có lân lân quay mòng mòng, mà nó cũng không có mệt cái ngực. Nói chung là nó khỏe đi rất là nhiều. Tại vì bình thường nếu mà buổi trưa vô làm mình may, mà đang ngồi may mà thấy ba bốn người trước mặt, nhưng mà ta ngồi có một người thôi, nhưng mà thấy rất là nhiều người là kể như là ngã một cái ạch rồi. Vậy đó. Rồi không ăn được, rồi cứ xỉu hoài như vậy đó, nhưng mà khi uống wellness á thì đi làm rất là bình thường. Sáng không dậy thì không khỏe, khỏe lắm, không có mệt giống một lần nữa. Rồi chị uống, còn chị uống viên không?
cô uống viên. Nhưng mà chị uống, chị ăn không được thì làm sao chị uống viên? Uống viên, nhưng mà khi mà uống viên 20 ngày là không ăn được. Ồ, ăn cơm hay ăn cháo chị? Ăn cơm lại được bình thường. Ghê. Nên bây giờ mới được 40 mấy ký chứ lúc trước có 39 ký à. Ừ, rồi chị chia sẻ chị một chút xíu đi, là chị dùng wellness đó, rồi những cái vấn đề ví dụ như chị đi truyền nước hay là những cái vấn đề như là ói đồ này kia hay ngất xỉu đồ này kia chị có còn nữa không, rồi chị cảm thấy là người chị nó làm sao? Thấy khỏe như lúc trước á, một đêm hôn không có ngủ á, thì qua ngày sau cũng như nằm dù dẫn, tại vì quê hơn ở Cà Mau. Nhưng mà mỗi lần về quê á, thí dụ như chiều lên đây lên xe thì sáng như tới về dưới Cà Mau, mà đêm đó không ngủ thì về dưới tới Cà Mau thì một ngày đó hơn nằm một ngày đó qua ngày sau luôn, không ngóc đầu nổi, mệt. Tại vì mỗi lần về tới nhà thì ở nhà mẹ nói là thôi mai mốt con đừng có về nữa, chứ mà con đi xe về kiểu này mẹ thấy mẹ còn đau lòng thêm nữa. Về tại vì mình sức khỏe mình không có, mình đi xe đường xa quá nó dằn đó, rồi dưới là nằm. Rồi nói chung là ngày xưa nếu mà ở nhà nói với Hon, thấy Hon cảnh người đó là ai cũng nói Hon chết còn sướng hơn á. Nghe chị Hon chia sẻ thì cái wellness đã phục hồi giúp cho chị ăn được và cung cấp vitamin vô người cho chị, và giúp làm cho chị khỏe hơn, làm cho chị tỉnh táo hơn vậy đó. Chứ còn wellness nó không có gọi là giống như kiểu thuốc á, nó làm thay thế cái... Từ lúc dùng wellness tới giờ là Hon không có uống gì thuốc tây nào nữa hết luôn. Nó nói thật sự luôn là Hon không có uống những thuốc tây, là không tốn tiền thuốc nữa. Nói chung ngày xưa là cứ một ngày là 25 ngàn đều gan thuốc. Tại vì đi cộng thuốc ở tiệm thuốc tây á, cứ ngày 25 ngàn tiền thuốc. Rồi lúc trước á, là Hon bị hở tim đó là mang bầu á. Tại vì Hon mới lập gia đình cuối năm 2016. Là khi có em bé là bác sĩ cũng khuyên như là bị tim mạch như vậy á, thì có em bé rất là nguy hiểm. Tại vì sức khỏe Hon không có, rồi thêm quá ốm đi nữa. Rồi chị dùng wellness thì nó có hỗ trợ cho chị được về vấn đề đó không? Em hỏi thiệt á. Có, bây giờ thì có hồng hồng nha. Không, bữa nay không khỏe nhiều lắm rồi. Khỏe nhiều lắm. Này còn hôn uống wellness á thì không thấy sức khỏe. Tuy nó không phải là thuốc, tại vì mình ăn không được, nhưng wellness nó bổ sung cái chất về trong cơ thể mình á, làm cho hôn khỏe, rồi cho hôn ăn được, ngủ được. Nói chung là hôn ăn được, lúc trước á thì ăn nửa chén cơm thôi, không ăn nhiều đâu. Mà uống nước, mà không bao giờ Hon uống được nước lạnh nữa, như làm trà đường hay làm cà phê gì uống thôi, chứ không bao giờ uống được nước lạnh. Tại vì uống nước lạnh vô là nó làm cho mình ói ra hết.